Chào tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại với buổi tối chủ nhật ngày hôm nay. Thì hôm nay Bảo cũng nhờ mấy bạn này, mấy em soạn ra một ít máy nha, giảm giá chủ nhật cho anh chị mình á, không đi chơi thì mình xem mức giá thì phải nói là tốt nhất có thể rồi. Đó, có nhiều con Bảo bán là rẻ lắm, tranh thủ mình mua tối chủ nhật cho vui. Đó thì Bảo sẽ cập nhật số nha. Hôm nay là một ít thôi, tại chủ nhật á Bảo cũng không có người, chỉ có hai anh em ngồi quay thôi. Đó nên là không có ai cắt máy phụ giúp, thì Bảo làm sơ sơ vài chục mẫu thôi. Rồi Bảo đọc số thì anh chị mình á, nhớ mua máy thì mình có thể là máy như này á, Bảo làm á thì mình có thể là gọi điện này, nhắn tin cũng được, tin Zalo, chụp ảnh cũng được nếu mà không rành về máy á. Còn mà nếu mà biết máy á thì mình gọi đặt hàng á, là mình chốt bằng máy với là tên máy, giá bán cực kỳ nhanh luôn. Đó, không lòng vòng. Rồi Bảo sẽ vào luôn. Đó, đầu tiên là con Phun Sơn BTS nè, 23-800, mức giá tối ngày hôm nay rẻ lắm. Đó, tranh thủ mình mua này. Bình thường Bảo bán tới 750.000, tối ngày hôm nay bán cho anh chị chơi vui thôi. Bán nhiều khi là bán không lời luôn những con này á. Đó, số 11 có 640, tranh thủ mua đi. Đó, con này á thì anh chị nào mua thì sẽ đầy đủ phụ kiện nha. Đó, thì lúc mà mình mua con Phun Sơn này á, bình 1 lít nè. Rồi, công suất là để Bảo hướng dẫn cái cách mà đồ này vào nha anh chị. Lắc này, lắc mà nó cứng như này á, nó phải vào ngàm, nó cứng như này thì mình hẳn đè xuống rồi quay qua nha. Chứ còn mà chưa cứng là mình, là nó không sụp vào cái lỗ như này nè, là mình khó quay lắm. Đó thì về là anh chị ráp theo, loay hoay một lúc tầm 5 phút cũng ráp được nếu mà không rành. Đó, con Phun Sơn này á, phun đa năng lắm, gần cuối năm rồi. Số 11 này 640.000 thôi. Mà phun được nhiều loại sơn lắm, sơn nước này, BU này, sơn nhớt luôn à, nhớt, sơn tường nhà, đầy đủ sơn. Trời ơi, chỉnh được nhiều ít sơn nè, chỉnh sơn xòe, sơn gom được hết nha. Đó, chỉnh gió luôn, để anh chị mình đi làm công trình ở nhà nha, cuối năm đem ra sơn cửa. Con máy này đáp ứng cực kỳ đẹp. Đó, số 11 rẻ quá, giảm trăm mấy luôn. Đó, còn có 640. Rồi tiếp tục, máy khoan hai chức năng Osaka, thương hiệu Nhật này. Con máy này á thì Bảo để cũng khá là lâu rồi, nên là cái phần đây á nó dính mở bò, nó hơi vàng một tí xíu. Nhưng mà mức giá 1.350.000 á, tối ngày hôm nay anh chị nào mua đúng một cây thôi nha, không có cây thứ hai. Máy lớn, máy khoan hai chức năng nha, khoan đục này, đục được, công suất khủng lắm, 1.100W. Đó, cái phần mà hàng chính hãng là anh chị biết, cái phần mà đầu nòng nó dày, thớt nó dày lắm. Hai chức năng, khoan đục, đục. Đó, nguyên con như này, Bảo trà sơ sơ là sạch rồi nè. Đó, nhớt chảy để lâu. Tối ngày hôm nay còn có 980.000, những con như này xả lộ luôn nha. Đó, số 1 Osaka chính hãng, chữ dập nổi, 980.000 thôi, bèo cực kỳ luôn. Những con này là còn đúng một cây thôi nha, thì mình tranh thủ mình chốt thôi. Rồi Auli Line tối ngày hôm nay cũng thế luôn, bán bèo cho anh chị mình. Bình thường là Bảo bán là 650 nè. Đó, tối ngày hôm nay số 6 560.000, đầu 16mm nha anh chị nha. Con máy này á là xài 3 nhông giảm tốc nè, tua chậm nè, chế khoan bàn, đánh bột, bê tông. Mức giá anh chị nào mà mua 560 cũng khó nha, không cách gì mua đâu. Giá này Bảo bán là nhiều khi làm chủ nhật làm vui. Đầu 16mm, chế khoan bàn này, khoan sắt, khoan gỗ, vô địch luôn. 1.800W nha, máy lớn, đánh hồ dầu bê tông cũng được. Số 6 có 560.000. Đó, lên con nào rẻ con đấy ngay. Rồi tiếp tục, Phun Sơn Classic nè, mẫu 27-800. Con máy này tới là 800.000 á. Đó, tối ngày hôm nay cũng giảm 110.000. Đó, chủ nhật Bảo chơi lớn cho anh chị mình. Mai có việc cho mấy em làm đầu tuần nha. Đó, cũng sắp hết tháng rồi thì Bảo cập nhật mức giá, có thể nói là sale như này là quá trời tốt luôn. Số 5 có 690.000. Con máy này khỏe nè, bình lớn nè, 1.000ml. Đó, phun đa năng luôn, sơn sắt, gỗ, BU, nói chung là mọi loại sơn. Anh chị nào phun giả đá làm cây kiểng, mua cây này tuyệt vời luôn.
đó, xài bằng điện nha, chỉnh nhanh chậm đầy đủ như này, chỉnh à đâu chỉnh nhiều ít sơn đó, mình bóp cò này, bóp như này á là mới hạt đậm thôi, đưa vào trong sơn mới ra, phun cực kỳ nhanh, cực kỳ bóng. Nếu mà đẹp là phun phải quen nha, còn mà mới mà tập phun thì Bảo khẳng định luôn hơi xấu một tí xíu đó. Bảo phun là dù là lâu lâu phun một lần nhưng mà Bảo phun không bằng thợ đâu, mà Bảo phun á lúc mà khô sơn là anh chị thấy mặt anh chị trong luôn, đó là mới tập thôi đấy, chứ nếu mà chuyên nghiệp thì quá đẳng cấp rồi đó. Phun bao đẹp rồi, máy mài hai đá 1.1 triệu anh chị ơi, tối ngày hôm nay nè số 4 còn cái 990.000, bèo chưa, đá lớn 2 tấc nè, công suất lên đến là 375W, mà thực tế nha nó to ôm hai tay không hết đó. Rồi đá lớn nè, đầy đủ thương hiệu Gomex nha, vòng tua máy đạt tối đa là 2.950 vòng. Con máy này á lúc mà anh chị đề ba đứng 1 mét nhiều khi không nghe máy chạy luôn, êm này, đánh bóng mài dao mài kéo công trình hoặc là mài dao mài cuốc ở nhà, máy to như này rất là khỏe. Đương nhiên những con máy này đều là dây đồng hết nên là anh chị cứ mua về xài thôi, đó an tâm cực kỳ. Rồi bộ đầu tiếp nè, à bộ cờ lê nha, bộ này rất là xịn luôn đó, bộ này là cờ lê của thương hiệu Mỹ nha. Anh chị nào á mà mua về á, bộ này xài cho thợ thầy đầy đủ luôn, hàng Mỹ USA ở đây nha. Anh chị nào mua một bộ như này nó tuyệt vời lắm đó, từ đầu 10 nè tới đầu 32 luôn, ca lê nha, đó xài công trình này, thợ chuyên nghiệp cứ thế là vặn thoải mái. Cái này thép CNV cao cấp cực kỳ, một bộ như này anh chị nhìn nè, cái chi tiết của cái thương hiệu này á nó đẳng cấp lắm, xài không biết bao giờ mới hư được luôn. Và đương nhiên thép này nó sẽ không bị toe nha, như những mẫu sản phẩm rẻ tiền đó, tiếp Mỹ. Một bộ như này 10 đến là 32 nha, đó thì nó sẽ có một số cái là không có này, Bảo đọc thứ tự đi, 10 11 12 13 14 16 này, 17 18 19 21 24 27 30 và cuối cùng là 32. Có một số kim á, bộ ca lê thì sẽ có một số màu là không có ốc nên là người ta phổ thông á, nên là người ta không có xài nha. Bộ này đã lắm, đâu rồi số của nó đâu, Bảo đọc số lại chứ, bộ này cao cấp lắm, bộ này tới gần 600 rồi nha, tối ngày hôm nay có 350 thôi, còn đúng một bộ này hư hộp nha, chứ bình thường là gần 600.000 á, mình mua một cây như này á cả đống tiền rồi đó. Số 9 350 thôi là có một cái như này rồi, bèo cực kỳ luôn. Rồi tiếp tục thùng đựng nè, máy mài nha, máy mài máy khoan thoải mái đó, tầm mà 2 cây mài như này là đựng thoải mái đó, một mài một khoan cũng đựng thoải mái luôn đó. Anh chị nào á mua một thùng như này có 50.000, số 15 bán chơi thôi nha, bán giao lưu cho anh chị mình mua thôi, số 15 50.000 là có một hộp đựng như này để đựng máy khoan này cũng như là máy mài nhá, ba chức năng đựng được luôn đó. Rồi tiếp tục máy bào nhá, máy bào này vỏ nhôm nha, con này thì gần 800 nữa nha, vỏ kim loại nhôm xung quanh bọc xài siêu bền luôn, đến từ thương hiệu Panda, thương hiệu Nhật. Con máy này á thì nó là xung quanh là nó ốp kim loại hết, tay cầm có su chống rung, gần 800.000, công suất máy là lên đến là 600W, lưỡi bào 82 nha. Đó rồi con này là bào lưỡi 82 số 3 670.000, thân là hợp kim nhôm chứ máy vẫn là dây đồng nha, chứ không phải là dây nhôm đâu, nên là mình xài yên tâm, chính hãng Panda xài rất là êm ngon cực kỳ, công trình cũng được, gia đình thì khỏi lo nó hư đi cũng khó à, nhiều khi là 5 năm sau mình đem ra lỡ có kẹt bạc đạn thì cố gắng châm dầu nhớt vào xài tiếp. Rồi máy mài nè, Osaka mới luôn nha, nguyên con, bán rẻ bèo luôn, 400 tính 330 thôi, cũng còn đôi ba con nha, số 7 330.000, công tắc đuôi nè, công suất máy là 800W nha, đó cũng có phụ kiện đầy đủ cho anh chị mình xài. Rồi tiếp tục máy mài tay dài chỉnh tốc Kimco Naki, Bảo bán tới 480 này, tối ngày hôm nay còn có
380.000, tay dài này, số 8 nha, có chỉnh tốc 6 số. Máy chỉnh tốc mà mua với giá này á, anh chị mua khó cực kỳ luôn. Nói chung là riêng máy chỉnh tốc không dưới 400 đâu anh chị ạ, bèo bèo cũng phải 450. Trong khi công suất của con máy này nó đạt tới là 980W nha. Êm mãi nhẹ nhàng, tay dài, công tắc bóp dễ xài nè. Đó, số 8 380.000. Rồi máy rửa xe trời ơi, Osaka nè. Thương hiệu Nhật, có chỉnh áp luôn nha. Con này là Osaka con heo, triệu 250 nè. Tối ngày hôm nay giảm giá 100. Đối với mức giá giảm 100 là nó quá kinh khủng rồi đấy anh chị ạ, cho những sản phẩm máy này. Rồi, lúc mà anh chị mua thì con máy này có chỉnh áp dây dài 7m, có súng đi kèm, dây đầu vào, bảo hành đương nhiên là 1 năm. Công suất máy là 2000W nha, cầm nè, ký thì 7 kg, riêng máy là gần 7 kg nha. Số 2 có 1.150.000 nè. Rửa xe nè, rửa máy lạnh, sân vườn, đầy đủ chức năng mà có 1.150.000 là số 2. Rồi máy hàng nè, máy hàng rẻ lắm. Đó, tranh thủ mình mua. Đó, Sasuke chính hãng dập nổi ở trên máy nè, xài công suất Toshiba chính hãng thương hiệu Nhật, siêu bền, bảo hành 18 tháng. Đó, mà máy là ZX7 200F nha, xài IGBT. Đó, mẫu này á thì sẽ có là dây hàng á mát 2m, kìm hàng 3m, kháng đầm quấn đầy đủ như này. Mức giá bình thường là 1.990 chứ, giờ còn 900, số 13. Mini nha, chiều dài khoảng 22, chiều cao khoảng 16 và chiều ngang khoảng 10 phân. Đấy là bảo tính tương đương, có thể xê dịch 1-2 phân đâu đấy. Đó, máy hàng rẻ bèo luôn. Đó, có 900 là có một cây, bảo hành 18 tháng, bao xài công trình cũng như là gia đình. Rồi tiếp tục to hơn một tí xíu thì mình lấy con Win 220 Plus này nè. Con này á là cũng như con kia, chống giật, hàng điện yếu này, đồng hồ chỉnh nguồn đầy đủ, dây hàng 2m 3m luôn. Đó, máy này á thì với công suất 220 nó khỏe hơn con kia một tí xíu, 1.350.000 tối ngày hôm nay. Đó, cũng còn số ít thôi nha, không có nhiều đâu, là mình tranh thủ chốt thôi, chứ đợi mà tuần sau chốt là hết, làm mình chờ thanh lý đợt mới. Số 14 có 1.190.000, bảo hành 18 tháng luôn. Wintech, thương hiệu Game Money, tức là thương hiệu Đức thôi. Nhà máy đương nhiên lắp đặt vẫn là tại Trung Quốc rồi. Rồi, laser nè, dòng cao cấp tia laser, con máy này. Rồi Roman 720S nha, dòng này thì quá cao cấp rồi. Ngày trước bảo có làm clip là 1.650.000 á, anh chị cứ vào xem giúp bảo. Tia thì con này tầm giá 1.500.000 á, đổ lại là không ăn được đâu. Đó, tiếp tục máy sẽ có chức năng đầy đủ nè, chỉnh tia cực kỳ đẹp. Đó, mức giá thì tối ngày hôm nay hình như bảo nhớ là còn sót con thôi á, tranh thủ chốt số 12.300.000 thôi. Đó, con máy này á sẽ có remote điều khiển từ xa này, để anh chị mình chỉnh tia, đi kèm hai pin to, một sạc, một thùng, cực kỳ xịn như này. Dàn cơ con này á thì khủng, kinh khủng rồi. Đó, dàn cơ là riêng cái phần mà chân đế là to hơn cả ngón cái bảo nữa nha, nên là xài cực kỳ siêu bền. Con quay này tuyệt vời, có dây đeo, tia chống nước, bọc su xung quanh tuyệt vời như này. Roman dòng cao cấp 720S nha, không phải là thường, nên là tia LED thế hệ bóng cực kỳ sáng này, sáng xa 40-50m, xuyên nắng ngoài trời luôn. Đó, có đúng một cây thôi nha. Dòng S này á, thì công ty mới review cho bảo cách đây nửa tháng, bảo đem ra thanh lý luôn cho anh chị mình xài. Đó, có clip đầy đủ hết rồi. Rồi, 1.650.000 còn có 1.300.000 thôi. Đó, review một lần, chưa có xài cho những anh thợ nào hết, mới nguyên con, test một lần. Số 12, 1.300.000. Rồi tiếp tục, số 10 này, laser Toyama dòng sơn 7 màu nha anh chị nha. Sơn tĩnh điện 7 màu, rất là đã, dàn cơ cũng rất là khủng này. Xung quanh đế su inox chắc chắn nè. Đó, tuyệt vời chưa, chính hãng Toyama dập nổi ở đây. Tất cả những con tia này thanh lý đều bảo hành 1 năm nha. Con này á thì 1.180.000. Đó, dòng tia này á thì
Nói chung là đợt này về á, tia thì toàn là bóng led rồi nha, nên là anh chị xài á, tuyệt vời lắm. Đó, con này á, chỉnh 5 tia mà dòng tia cơ, thùng cao cấp nè, sạc xịn trắng nè. Rồi, kèm một pin một sạc giá rẻ quá. Đó, tối ngày hôm nay Toyama thương hiệu Nhật dàn cơ to nhưng mà giá thành hợp lý cực kỳ rẻ nha. Đó, mức giá của con tia này á thì mức giá tầm tia là 1.3-1.4 triệu là anh chị cứ đem ra so sánh, nó cũng ngang như này thôi, không có hơn, vì con này cũng tới 1.2 triệu rồi đấy. Đó, 1.190 triệu là 1.2 triệu. Tối ngày hôm nay còn có 1.050.000. Đó, trong những sản phẩm tia laser thì anh chị mua, nếu mà nó quá cao cấp á, thì mình sẽ so sánh được cái độ chính xác của tia thì nó cũng tương đương, vì công ty là canh tia điện tử nha. Nhưng mà rẻ tiền á, mấy trăm nghìn chiếu xa nó rất là nhòe nha. Mình làm công trình thì không bằng những con giả tầm này được đâu. Đó, 600-700 cũng có, cũng nhiều nha. Rồi mà tia thường thì nói chung là đi ra nắng là đuôi luôn, không thấy đường. Rồi tiếp tục nè, máy khoan Toyama tiếp tục, tối ngày hôm nay rẻ kinh khủng chưa. Đó, 1.680.000 trong khi giá bán là 1.900.000 nha anh chị nha. Con máy này 1.680.000 mà hai quả pin này anh chị xài cả ngày bảo nghỉ không hết được đâu. Pin 15 cell 6A nha, không phải 4A đâu. Đó, bảo pin đầy đủ như này, bảo hành 6 tháng. Máy thì lực siết to này, khỏe này, 90 newton. Đó, ba chức năng, motor từ không chổi thang, con này khỏe lắm đó. Đó, cực kỳ khỏe luôn. Làm công trình những con này á, mức giá hợp lý nè, nói chung là cũng khó hư lắm. Nếu anh chị nào đã mua Toyama này cũng biết rồi, chưa đem tới cửa hàng bảo hành đâu. Đó, thật sự luôn. Còn những hàng khác bảo bán á, thì rẻ tiền hơn thì chắc chắn là lỗi càng nhiều, như là những con máy Makita nhái này, bảo hành quá trời trời. Nên là bữa này anh chị thấy bảo có lên hàng nhái Makita đồ này kia đâu, bảo hành quá, bán có lời đâu. Bán xong bảo hành vừa bị mắng vốn nè, vừa chửi mà không có lời, nên là ngưng bán luôn. Trong khi những con này á, lời một ít cũng được, nhưng mà nó khó bảo hành. Rồi tiếp tục, đầu tiếp cao cấp đến từ thương hiệu Tattoo nè, thép CRV. Thương hiệu này á, là chính hãng Tattoo, nhà máy nằm tại Trung Quốc nha. Đó, thép CRV, đầu khẩu của nó lên đến là 20 mấy chi tiết luôn, 2, 4, 6, 8, 9. Đó, con này 20 chi tiết nha anh chị nha, từ đầu 8 đến là đầu 30, 32. Đó, thì nó sẽ có những đầu có đầu không, mà một bộ như này á, xài bắn xe máy nè, làm thợ bắn thoải mái. Thép rất là dày như này, khó tuông lắm. Đó, mình xài như này á, để ngoài mưa, ngoài nắng, ngoài trời cả năm đem vào xài cũng còn xài bình thường à. Đó, có cần vặn đa năng nè, có đầu núi dài luôn, rẻ quá trời luôn. Ngày trước bảo bán 450 nha, tối ngày hôm nay số 19 có 350 thôi. Hàng tồn tồn như này á, đẩy đi hết. Rồi tiếp tục, máy khoan ba chức master này, 990.000, nhà máy PRC, logo dập nổi master ở đây. Tối ngày hôm nay mình mua có 770 thôi, con này dành nhau nha. Con này có đúng hai con thôi, không có nhiều. Rồi, bảo hành đầy đủ 6 tháng mà 770 mà anh chị mua này. Trời ơi, mùi cả đống luôn. Đó, hai con đúng thôi, ba chức năng. Máy này á, riêng máy không hơn 3 kg cho anh chị mình xài. Công suất máy là 900W, nhà máy PRC, ba chức năng nha, khoan đục nè, khoan không và đục. Đó, tranh thủ dành con này về xài công trình cuối năm, có 770 mà quà cả này, còn cả đống thùng nữa nha. Dây dài 3 mét và đương nhiên dây đồng là chắc chắn. Đó, mình xài xong mình để chức năng khoan đục, lò xo nó sẽ bền cực kỳ luôn, khó hư lò xo. Rồi chính hãng nha, quay sắt này, rẻ bèo luôn, ba chức năng có 770, có thùng nè, tặng kèm mũi đi kèm là giá tuyệt vời lắm, rẻ kinh khủng luôn. Rồi tiếp tục, để các gạch trượt, các gỗ này, sắt trượt luôn, thoải mái như này. Mình mua con này á, tranh thủ mình chốt nha. Đó, con này á, thì anh chị nào mua thì để các trượt này đã lắm nha, có thể gắn máy mài một tấc đến một tấc 8 luôn,
về di chuyển ốc ra vào. Rồi một cái khung đế như này về anh chị tự lắp giúp Bảo nha, công ty chưa lắp sẵn đâu. Rồi rẻ bèo luôn, con này ngày trước là 703, giờ tính 650, con này thì Bảo cũng hết rồi nha, nên là hạ giá một cái bán luôn 18 650 nghìn. Gắn được đế này, người ta hướng dẫn cách lắp đặt nha, ốc đầy đủ như này, nguyên thùng chưa khui luôn, nhưng mà hơi bị sẹp này. Đó, gắn vào cắt gỗ được nè, gạch được luôn á, gạch men cũng được nữa, nhưng mà cái phần khung này nó sẽ giới hạn. Rồi bê tông thì để vừa vừa, tầm này đẩy trượt mà, cắt được luôn, xi măng cũng được luôn, miệng là thay lưỡi vào nha. Số 18 650 nghìn. Rồi tiếp tục con cuối cùng nha. Anh chị nào á mà mua thì lấy con máy hàng á này á, đến từ thương hiệu Sasuke này, đã cực kỳ luôn. Con này là công suất Nhật Toshiba, anh chị xài siêu bền. Đó, Bảo giới thiệu vì sao con này tối ngày hôm nay nó rẻ mà nguyên thùng nha. Đó, con này á là hàng lên đến là rất là nhiều chức năng luôn, lên đến là cả 3 chức năng này, que này, đó, hàng mic, hàng tích luôn, có đồng hồ luôn nha. Đó, tuyệt vời. Đặc biệt á, con máy này là nó xài đã lắm nha, xài bộ mic mà mic dây rời nhá, chứ không phải là dây dính đâu. Mà tối ngày hôm nay nè, con này là 2.350.000 á, tối ngày hôm nay mình mua tính có tới 1.900.000 anh chị à, số 20.900.000 thôi, bán con này lỗ luôn. Đó, còn đúng một cây cuối. Đó, con nào Bảo soạn ra thì một cây thì mình bán á, nếu mà muốn tới cửa hàng lấy là mình phải chốt ngay cả hết nha. Rồi Bảo giới thiệu sơ về máy một tí xíu à. 1.900.000 nè, bên trong là cụm hàng mic chính hãng Sasuke, xài công suất Toshiba. Rồi nhỏ keo đầy đủ, thấy không? Này, cái phần mà keo này là chống rung ốc nha. Đó, anh chị xài nhiều rung ốc, xài cuộn dây 1 ký, mà đặc biệt là con máy này lên đến là full chức năng luôn, quá trời chức năng. Hàng que được này, là có bộ hàng que rồi. Đó, tuyệt vời chưa? Bộ hàng que này, bộ hàng mic là có dây, còn thiếu tích thôi là anh chị mua mua về là mình xài. Đó, mua cái bộ tích riêng để mình xài thì gắn vào. Đó, cả đống chức năng, máy to, xài full chức năng, nhiều bo, đến từ thương hiệu Sasuke. Đó, anh chị nào mà thích dây rời lấy con này đi, giảm 400.000 luôn. Đó, 2.300.000 còn 1.900.000, đến từ thương hiệu Sasuke, một thương hiệu lớn về máy hàng này, xài công suất Toshiba Nhật. Rồi tối ngày hôm nay ấy, cũng là cuối tuần, thì Bảo làm có hai mấy số, hình như 20 số thôi. Đó, thì anh chị nào thích con nào, ví dụ như những con máy này này có 1-2 con thì mình gọi điện trước, nếu mà muốn tới cửa hàng còn tới lấy, còn lỡ mà tới rồi hết là đi về á. Rồi xem xong, muốn Bảo làm chương trình xả kho như này á, thì mình cứ ủng hộ Bảo một like này, một đăng ký kênh là được rồi. Bảo thấy bán nhiều ổn định nè, với lại là khi nào bán gần hết Bảo xả hết cho anh chị mình luôn. Rồi Bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay tại đây. Chào tất cả anh chị.